Vâng, lại được chào tất cả các bác và anh em đam mê và săn bẫy nhé. Đã theo dõi và ủng hộ cho kênh của bên mình. Thì lại giới thiệu các bác và anh em, chia sẻ các bác và anh em là một cái kèo đánh bìm bịp. Mình không lên vào chỗ rậm rạp rồi mình đánh nhé. Đấy, các bác lên lưu ý là như thế. Vào trong đấy vừa mũi miếc và nói đúng ra là không hiệu quả bằng ở ngoài đâu. Thì mình sẽ đánh ở đây nhá, nó kêu ở trong cái rừng keo này. Thì ở ngoài này là rất chi là quang đãng không các bác. Rất quang đãng và cây thon này. Mình sẽ không đánh ra giữa giữa rừng nhé. Mình sẽ đánh ở đây. Đây, nhưng mình đã cắm cái mẹt đây. Cái mẹt đây nha các bác và anh em. Và con cóc nhé. Đây, mẹt con cóc nhé. Mình lên luôn luôn là phải cắm nó vào giữa chỗ này nhé. Thì con chim nó bước vào nó sẽ xéo cầu tử. Sẽ bật cái lẫy lên đây. Đấy. Còn con chim này mình sẽ để ở đây. Đây, con mồi, mồi lon đấy. Đây, con mồi lon nhé. Đây các bác này. Thoải mái vô tư chưa? Tôi đánh lốt con này nữa thì cũng là chắc là cũng hết dung lượng của máy, hết pin. Thì chia sẻ các bác và anh em như thế nhé. Nó sẽ không bay ra đâu. Bởi vì lý do tại sao không bay các bác và anh em biết này. Rậm cực rậm nhé. Đây, trong này. Rất chi là rậm. Đấy, phải không ạ? Đấy, nó sẽ đi bộ ra. Mình không nên đánh ở xa quá nhá. Mình đánh rất gần đấy thôi. Nó sẽ đi bộ ra nó. Cái đánh này là con mồi kia là mình mồi lon mình để xa đằng sau cái mẹt này. Có thể lên nó đánh con mồi hoặc là lên nó thấy con cóc này. Nó sẽ đánh con cóc này trước. Đấy, nó ăn con cóc này nhé. Đấy, thì con mồi của mình tránh bị hoảng bị sợ. Đôi khi là vỡ đòn đấy các bác và anh em ạ. Kể cả những cái con mồi các bác và anh em nhé. Những con bổi này đi về nhé các bác này. Những con chim bổi này nhé. Đi về mình cũng làm được mồi. Đấy, mua lụp đây, lụp như này, giữ thoải mái và vô tư các bác và anh em xem những video tôi vẫn đánh vào những cái lụp, lụp vào những cái mẹt như nào, đấy, thì hôm nay đây, buổi hôm nay tôi sẽ kiếm con lửa, bác và anh em cùng chờ đợi kèo này nhé, đây, tôi đặt máy, ok, ok các bác và anh em cùng chờ đợi kèo này nhé. Thank you.